Rồi, chào bạn nhé, hôm nay mình cùng nhau khám phá về cái cây thanh long nhé. Mình sẽ chia sẻ với bạn về cái đặc điểm cây thanh long và cách trồng nó như nào nhé. Đây, cây thanh long mọc nó mọc tự nhiên đấy. Ra cây thanh long thì mình ở tỉnh Cao Bằng và cái địa điểm của mình đang đi đến ấy thì là thuộc xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nhưng thực ra là bây giờ nó gọi là Vũng Minh rồi. Nơi này là nơi trồng thanh long nhiều nhất tỉnh Cao Bằng, mà nó chắc là cái khí hậu nó hợp thổ nhưỡng nên là đến cái mùa thanh long thì chỉ có ở đây có thôi. Okay, đây là một vườn thanh long của người dân này. Đây này, hội nông dân tỉnh Cao Bằng cái gì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm quả thanh long năm 2020 tại xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, và đây đơn vị thực hiện thì đây là người ta trồng thanh long. Cây thanh long này rất là nhiều ạ, người ta có cái vườn người ta trồng được như thế. Thì ở đây đa số cái ở dân xã Vũ Minh này là có đất là người ta trồng hết ấy. Rồi đây là một cái khu vườn đặc trưng của cái thanh long, mình đến nơi khác nhá, vườn khác. Bên này cũng là một khu vườn thanh long của người dân trồng. Nhìn ở đây thì không đột tả được cái cây hết đâu các bạn nhé. Trong nữa mình sẽ vào gần và miêu tả kỹ hơn. Cái thanh long này dễ trồng lắm bạn ạ, chỉ cần chặt cái cành, cái dây, cái lá của nó về mình cắm đất là trồng thôi. Chủ yếu là cái nơi của các bạn thổ nhưỡng có hợp hay không thì thôi. Đang đi trên cái vùng đất của cái xã Vũ Minh của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, là nơi được gọi mệnh danh là nơi trồng thanh long nhiều nhất tỉnh Cao Bằng các bạn nhé. Tất nhiên là mình đang đi trên đường, mình không đi hết được các vườn trồng thanh long của người dân. Cũng chia sẻ với bạn là đa số là người ta trồng thanh long đây nhé, nhà nào cũng trồng nhé. Rồi trong nữa mình chia sẻ các vườn thanh long cho các bạn, người ta bên đường mình quay phim thôi. Đây, xã Vũ Minh, thị trấn Nguyên Bình, 9 km này, gần đây này. Đây là đi vào cái điểm mà trung tâm xã Vũ Minh nhé. Ngày trước gọi là xã Minh Thanh, bây giờ gọi là xã Vũ Minh. Đó, bây giờ gần đến là một cái vườn thanh long rồi này. Đây, vườn thanh long nhá. Ở đây cũng có một cái biển. Có cái biển như lúc nãy, như cái đầu video như thế này. Cái hội nông dân tỉnh Cao Bằng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết, nói chung là trồng thanh long, cái thanh long. Đây, cây thanh long này. Bên dưới người ta xen canh là trồng cái lạc như này, bên dưới là trồng cả cái lạc này. Đó là trồng được hai loại nhá. Vừa thanh long vừa trồng lạc. Khu vườn khá rộng. Đây là người ta tận dụng và tranh thủ hết đúng không? Đấy. Đây là trồng cây thanh long. Cái vườn này rộng lắm. Ui, rộng và sâu dài tít bên kia các bạn ạ. Cây thanh long rất là tốt nha. Cái lạc đang mọc lên rất tốt, người ta trồng xen kẽ này. Hôm nay mình có bảo là để trồng cái thanh long này cũng rất đơn giản các bạn nhé. Mình cái cây thanh long này mọc lên ấy, mọc lên mình sẽ chặt cái cành nó, cái này gọi là cái cành, cái lá, cái cây dây gì đấy, chặt ra xong mình trồng xuống đất. Một thời gian sau khoảng 1-2 năm thì nó mọc lên, sau đó là mình phải làm cái cột trụ xi măng này cho nó, cột xây nó hoặc là cột xi măng này nữa để cây thanh long bám lên nhá. Nếu không thì cây thanh long nó không có chỗ bám là không mọc lên đâu ạ. Cái đặc điểm là phải làm cái cột cho nó như vậy. Tất nhiên là tùy thổ nhưỡng của các bạn, địa hình, địa lý khí hậu của các bạn. Ví dụ các bạn ở huyện khác không biết là có trồng được cái này không, nhưng mà ở đây là huyện Nguyên Bình và cái địa điểm ở xã Vũ Minh là trồng được như vậy, rất là tốt. Đấy, của người dân mình qua đường mình quay phim thôi. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn ở những khu vườn khác nhé, và nói chuyện tiếp nhé. Đây là thanh long của nhà người ta này, trồng trên tường này, nhìn nó không có cây bám trụ ấy. Đây có một nhà nữa là có này, mà người ta trồng
trồng bám bên tường như này, nhìn cây thanh long đấy. Và các bạn chỉ cần chặt cái cành của nó thôi, đây đây là vườn thanh long của họ. Các bạn chỉ cần chặt cái cành của nó là về trồng và làm cột cho nó nhé. Đây là một khúm thanh long người ta trồng mọc họ lên đây này. Bên này có đây nhá, bên này có nhá, chê đây nhá, đây đây đây, ôi ở liền cào nhiều này. Và đây vườn thanh long này, đây thanh long mọc không được chăm sóc tốt để mọc hoang đây. Đây có này, cái địa điểm này là xã Vũ Minh nhá, xóm gì mình không biết, mình hay qua đây mình thấy mình chia sẻ với bạn nhé. Đây về nhà bên cạnh, bên cạnh cái nhà này là cũng vườn thanh long của người ta đây này. Đây đây, đây vườn thanh long này. Thật ra ở đây là đa số nhà nào có vườn, có cây, có vườn trống là người ta đều trồng thanh long hết, và người ta trồng xen canh. Và đây là cái lạt, cái thanh long này bạn, các bạn có muốn thì cứ vào đến tận xã Vũ Minh đi, hỏi liên hệ người dân người ta để lấy xin một hai cái cành giống để trồng nhá, thử nghiệm xem ở huyện khác xem có nên không. À, ở đây người ta trồng trong lá này, lạt này, ngô này, thanh long này. Đây, nhà này có một vườn thanh long này này, các bạn ạ, người ta trồng này. Ok, đây đây một vườn nữa này, đây một vườn nữa này, người ta trồng này làm cột cho nó. Thì thực ra là nếu mà chúng ta là nông dân, chúng ta ở nhà mà có vườn, có những cái mảnh đất mà chúng ta ngoài trồng dưa lang hoặc là trồng cái cây gì thì chúng ta sẽ trồng thanh long, đúng không? Làm kinh tế với cái thanh long này thôi. Đây một cái vườn thanh long này cũng rất là tốt. Mình dừng đây nhá. Ui, cái vườn thanh long này rất là mập luôn bạn nhá, mập nhá, rất mập. Cây nào cúm đấy, cúm thanh long đấy mập. Đấy. Nhà dân của người ta trên này, mình đứng ở bên này mình quay phim cái vườn cây đây chia sẻ. Các bạn chỉ cần chặt cái cành ấy, chặt cái cành nó là về làm đất, sau đó là đào hố trồng đi, trong đó là chôn cọc bê tông làm cọc cho nó bạn nhá. Cân thanh long đến cái thời điểm nó cũng được giá là 30-40 đấy bạn ạ. Đến khi mà cái vụ nó rộ thì cũng phải bèo, cũng phải nhìn. Thanh long có 2-3 loại, hai loại, một loại thanh long trắng và một loại thanh long đỏ nhá. Thanh long đỏ thì đắt hơn. Ok, mình tiếp tục đi chia sẻ tiếp nhé, một hai chỗ nữa nhá. Các bạn cố gắng cứ xem video để mình chia sẻ đấy. Xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nơi trồng thanh long nhiều nhất nhá. Kia kìa, người ta trồng lên cả cái sườn núi ở dưới chân núi kìa. Các bạn nhìn thấy không nhỉ? Nhìn thấy nhá, cố gắng nhìn nhá. Mình đi chậm chậm này đây. Đây 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 đây. Thấy không ạ? Thấy không ạ? Thấy không ạ? Thấy không ạ? Đấy, bên này này, bên này này. Đấy. Người ta cũng trồng thanh long hết xuống cả chân núi, tận dụng hết kìa. Ui. Vậy thì mỗi mùa người ta nên thì sao không có thu nhập chứ, đúng không ạ? Giống như là cái huyện gì, Lạng Sơn mình không biết, nhưng mà người ta cũng trồng ở cái na lên gần tận cả cái núi đá đi hết đấy. Trồng cái na ấy. Đây này, trồng thanh long trồng lên tận đấy đấy. Đấy này. Thanh long này, thanh long hết. Bên này người ta cũng có. Bên này có một vườn thanh long nữa. Như này thanh long đó. Làm kinh tế với cái thanh long này tất nhiên là phải chăm sóc nó rồi, phải 1-2 năm đầu rồi, không có cái gì nó dễ đâu, đúng không ạ? Bên kia kìa, bên kia thanh long nó mọc rất là sum suê kìa. Mắt thường thì nhìn rõ lắm, qua cái điện thoại chắc không nhìn được hết. Cái mùa này mùa ngô. Đấy, muốn trồng cái cây này thì chúng ta phải chặt cái cành này đấy. Chặt cái cành này sau đó là trồng đất đi, sau đó là làm cái cột bê tông để cho cái cây nó mọc lên, nó bám lên theo bạn. Ở xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình cũng là thổ nhưỡng nó rất hợp đây. Vườn thanh long rộng mênh mông này. Cái này nó cũng trồng lên mấy năm rồi đấy. Muốn hai quả thì người ta phải trồng mấy năm rồi đúng không? Muốn hai quả thì trồng mấy năm rồi người ta mới lên rồi. Đây, rất rộng. Rất rộng. Ok.
Mà đây chỉ là một trong những cái khu vườn thanh long mà đi qua đường mình gần mình quay được thôi nhá. Thì thực tế người dân Vũ Minh này, người dân ở xã Vũ Minh này còn ngóc ngách là còn nhiều thanh long lắm ạ. Nhiều nhà trồng, trồng ít nhà trồng nhiều. Thì mua thanh long người ta đều là lấy ra đây bán đấy, ra đây bán đấy. Đây cái lán người ta làm để bán thanh long. Ai đã từng mua thanh long qua Nguyên Bình này thì đều biết ở đây rồi đúng không ạ? Đấy. Ok. Đây cái thanh long nó gần lên quả rồi. Nó đang ra hoa rồi này. Sau này là ra hoa nó chủ quả ấy, chủ quả đấy. Rồi, để chia sẻ với các bạn nếu mà chúng ta có vườn có đồi mà không làm cái kinh cây kinh tế gì thì chúng ta nên nghiên cứu tìm hiểu xem cái cây thanh long này có hợp thổ nhưỡng của chúng ta hay không. Thì chúng ta về cái địa điểm này nhé, địa điểm xã Vũ Minh này, chúng ta gặp một hộ gia đình nào đó là xin xin cái giống này, xin cái giống cái thanh long này là về để trồng em có hợp không nhỉ, để làm kinh tế. Chứ nếu mà chúng ta có đồi có đất có rẫy mà bỏ hoang không thì phí quá. Đấy, tất nhiên thì trồng thì cũng phải làm cỏ rồi, đây trồng vẫn phải làm cỏ rồi nhá, phải làm cỏ cho nó, trồng cây gì cũng phải làm cỏ thôi đúng không. Bắt cỏ đây, bắt cỏ đây là vườn thanh long gần nền. Ok các bạn có ý tưởng thì nghiên cứu nhá. Thì bản thân mình thì nhà mình cũng đã từng vào đây lấy cái giống cây thanh long này ạ về trồng, nhưng mà xem chừng ở ngoài thổ nhưỡng nó không hợp thì vẫn chưa nên. Đấy, vườn thanh long này các bạn nghiên cứu nhé. Đây, đây là cái địa điểm xã Vũ Minh, huyện Bình, các bạn cứ đến đây đi hỏi nói chuyện với người dân, mua quả thì mua quả, sau đó là xin người ta vài cảnh về trồng xem có nên không nha. Vâng, mình chia sẻ đến đây thì mong rằng là những người mà muốn tìm hiểu về cây thanh long mà không có cái điều kiện về đến tận vườn người ta hoặc là nơi người ta trồng như vậy thì xem cái video thì bạn ủng hộ nhá, đăng ký ủng hộ nhá, và có gì thì chia sẻ cái kinh nghiệm về cây thanh long ở bên dưới bình luận các bạn nhé. Đấy, cách trồng nó đơn giản thôi. Đấy, cách trồng này và làm kinh tế, bài toán kinh tế này, giá cả này. Đấy. Ok, mình xin dừng video nhé, các bạn đăng ký ủng hộ kênh nhé, cảm ơn nhá.